Vâng, xin kính chào tất cả quý vị, các chú anh chị đang xem kênh YouTube của hai anh em. Thì buổi chiều ngày hôm nay, Thanh Nguyên cùng với Trai Đồng Bằng muốn cập nhật cho tất cả quý vị một số những cái thông tin cũng như là những cái câu hỏi của cô chú anh chị liên quan đến tỉnh thất bồng lai. Đặc biệt đó chính là đối với cá nhân của ông Lê Tục Văn, một ông già đã hơn 90 tuổi. Vậy thì sau khi mà hội đồng xét xử đã tuyên án thì có bắt ông Lê Tùng Vân là thực hiện với những cái hành vi tạm giam, hay là sau khi mà cái phiên mà phúc thẩm xong rồi thì liệu rằng ông Lê Tùng Vân có thi hành án ở trong nhà giam hay là tại nhà? Bởi vì với những cái chính sách cũng như cái lực của mà Việt Nam đó, thì đối với những cái cá nhân người phạm tội mà trên 70 tuổi thì luôn có những cái tình tiết giảm nhẹ trong cái sự việc này. Thì mời Trai Đồng Bằng chia sẻ một cái nguồn thông tin từ một bài báo liên quan đến cái câu chuyện ngày hôm nay. Thì bây giờ để tiếp lời của anh Thanh Quyền, Trai Đồng Bằng cũng chia sẻ đến những vị của chúng em cái thông tin, tình huống pháp lý với ông Lê Tùng Vân sau phiên sơ thẩm. Thì như quý vị của chúng em cũng đã biết thì án sơ thẩm là không tuyên bắt tạm giam ngay ông Lê Tùng Vân, người bị kết luận có vai trò tổ chức chỉ đạo các bị cáo khác để thực hiện hành vi phạm tội. Thì ở đây thì sẽ có hai cái kịch bản để trả lời cái câu hỏi của quý vị của chúng em là ông Lê Tùng Vân có bị bắt giam ngay sau khi tuyên án hay không. Thì theo một vị kiểm sát viên đang công tác tại một viện kiểm sát ở thành phố Hồ Chí Minh, vì bản án liên quan ông Vân mà Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên tối ngày 21 tháng 7 không tuyên bắt ngay bị cáo. Do đó kịch bản tiếp theo sẽ xảy ra là cái kịch bản thứ nhất, là nếu bản án sơ thẩm này không bị kháng cáo, kháng nghị 30 ngày kể từ ngày tuyên án, tức là ngày 21 tháng 7, bản án sẽ có hiệu lực pháp luật. Và khi bản án đã có hiệu lực pháp luật thì các bị cáo trở thành người bị kết án trong vòng 7 ngày tiếp theo. Chánh án Tòa án dân huyện Đức Hòa sẽ ra quyết định thi hành án gửi cho các người bị kết án. Và trong vòng 7 ngày kế tiếp nữa, kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, ông Lê Tùng Vân phải có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự huyện Đức Hòa để thi hành án. Đó là một trong những cái kịch bản thứ nhất khi mà hội đồng xét xử tuyên án đó, là không có những cái vấn đề kháng cáo. Đúng rồi. Thì ông Lê Tùng Vân trong vòng theo cái lời của một vị giám sát là trong vòng 14 ngày là sẽ phải có mặt tại mà cơ quan cảnh sát hình sự để mà có thể thi hành án, có nghĩa là phải ở tù đó cô chú chị. Nhưng mà cái sự việc ngày hôm nay thì chúng ta được biết là tại Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa đó, thì các luật sư phía Thiên An bảo trụ họ cũng đã dõng dạc là họ sẽ kháng cáo trong sự việc này, và mục đích của họ là khi mà họ đưa ra cái đề nghị là bảo rằng là tòa tuyên án cho ông Lê Tùng Vân cùng với các đồng phạm là vô tội, thì nó quá cực kỳ gọi là có thể nói thẳng là vô lý. Và khi mà tuyên án xong thì các bị cáo đã được mang trở về nơi giam giữ, còn riêng ông Lê Tùng Vân thì vẫn tiếp tục và là tại ngoại tại cái nơi tỉnh thất bồng lai. Thì cái điều này khiến cho rất là nhiều người thắc mắc. Thì ngày hôm nay thì chính thức cũng đã có một số những cái cá nhân như là viện kiểm sát họ cũng đã lên tiếng về cái thông tin vụ việc này. Nhưng mà trong câu chuyện này còn có một cái kịch bản thứ hai, đó chính là sau khi mà các luật sư bên phía Thiên An bộ vũ trụ họ kháng cáo sẽ như thế nào, thì tiếp tục mời Trai Đồng Bằng chia sẻ. Rồi thì tiếp tục là Trai Đồng Bằng sẽ chia sẻ về cái kịch bản thứ hai, là trong cái trường hợp mà bản án sơ thẩm nói trên của Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa có kháng cáo, kháng nghị, thì sau khi tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên án, có tuyên ông Vân phạm tội và phải chịu án tù giam trong 10 ngày kể từ ngày tuyên án, tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Long An sẽ gửi bản án cho tòa sơ thẩm Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, và trong vòng 7 ngày tòa sơ thẩm phải ra quyết định thi hành án và gửi cho ông Vân. Trong 6 ngày tiếp theo, ông Vân phải có mặt tại cơ quan thi hành án huyện Đức Hòa để thi hành án. Thì đó là tiếp theo là theo như luật sư Lê Thị Bích, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, ông Vân có thể bị bắt để thi hành án tù nếu ông không kháng cáo hợp lệ và viện kiểm sát không có kháng nghị hợp lệ liên quan đến tội danh và hình phạt áp dụng đối với ông Vân khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật. Việc chấp hành án phạt tù đối với ông Vân trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 23 luật thi hành án hình sự 2019. Và nếu như ông Vân có kháng cáo hợp lệ
hoặc viện kiểm sát có kháng nghị hợp lệ liên quan đến tội danh và hình phạt áp dụng đối với ông Vân. Lúc này bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật và phải đợi kết quả xét xử phúc thẩm. Ông Vân chấp hành tốt các cam đoan về áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú thì sẽ được tiếp tục áp dụng biện pháp này cho đến khi có bản án phúc thẩm. Thì đó là một trong những cái thông tin liên quan đến một cái kịch bản thứ hai, đó chính là khi mà các phía luật sư viết ngam bộ vũng trụ họ kháng cáo mà hợp lệ thì tòa án sẽ có thể nói là tiếp tục mà dùng cái biện pháp đó chính là cấm khỏi nơi cư trú cũng như được tại ngoại trong Lê Tùng Vân cho khi đến là phiên tòa phúc thẩm và đưa ra những cái quyết định cuối cùng. Thì quý vị có thể nghe rất là rõ là mặc dù cho ông Lê Tùng Vân là người hơn 90 tuổi, nhưng mà nếu như mà cái phiên tòa cũng như là cái tội danh này được định và có cái hiệu lực đó thì ông Lê Tùng Vân vẫn phải ngồi tù. Cho dù là ổng có bao nhiêu tuổi nữa, đó là một trong những cái điều mà rất là nhiều quý vị khán giả thắc mắc là liệu rằng ổng có 90 tuổi rồi thì có bắt ổng bỏ vô tù giam hay không. Và cái điều mà người ta quan tâm nữa là trong khi mà ông đó già như vậy rồi thì nếu mà giam giữ thì cho rằng cái sức khỏe của ông nội nó không được bao lâu, ổng sẽ có thể nó gặp những cái chuyện trục trặc về như vậy thì có tốt hay không. Cái vấn đề này thì không biết cho đồng bằng suy nghĩ như thế nào. Thì nói chung á là cái người mà phạm tội lớn tuổi thì không chỉ phải riêng ông Vân đâu, còn Việt Nam mình thì cũng có nhiều trường hợp rồi. Thì theo như em nghĩ thì ở trong đó thì chấp hành thì đương nhiên là cũng phải có bác sĩ rồi cái nọ thì phải chịu thôi, chứ bây giờ để nó mình già rồi mình vô đó sức khỏe mình này cái nọ thì không, vẫn sẽ có là y bác sĩ người ta lo tình trạng sức khỏe của ông ấy chứ. Đúng rồi, chứ đâu phải mà lớn tuổi rồi phạm tội rồi được tại ngoại ở nhà giống như là cái kiểu mà mình ở nhà bình thường vậy là đâu có được, đâu có đúng pháp luật đâu của chú anh chị. Đó là một trong những cái thông tin mà các cá nhân về phía Thiền Am Bộ Vũ Trụ đó, họ bên vực đó thì họ vẫn luôn mong ngóng cái điều này, nhưng mà trên thực tế thì hoàn toàn là không phải như vậy. Cho dù ông Văn có 100 tuổi đi nữa thì khi mà ổng đó phải vi phạm pháp luật thì cũng phải thực hiện theo đúng những cái quy định của pháp luật đã đưa ra. Thì sẵn đây thì cũng chia sẻ với quý vị là hiện tại thì ông Vân vẫn là thực hiện theo cái biện pháp là ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú thôi, thì ổng vẫn ở tại tỉnh Thất Bồng Lai. Nhưng mà không biết là ổng có tái máy tay chân và ổng tiếp tục đi nữa hay không thì vấn đề đó mình không biết, tại vì hôm bữa thì ổng cũng đã đi lên hình như là quận 6 để ổng làm cái căn cước đó. Mặc dù là có cái biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú mà ổng vẫn gọi như là xem thường và ổng đi. Nếu mà lần này mà tuyên án rồi mà ổng vẫn tiếp tục ổng đi thì có thể là thay đổi cái biện pháp ngăn chặn đó chứ không phải là đơn giản đâu. Và cái một cái điều nữa thì mong rằng trong thời gian mà kháng cáo thì sức khỏe của ông Lê Tùng Vân sẽ được gọi là ổn định, bởi vì nghe đâu đó thì ông ta có một cái tủ thuốc ở trên đầu giường bằng cái tủ gỗ đó chứa đựng rất là nhiều thuốc. Ngựa Thái hả? Đúng rồi. Trước cửa Thái rồi đó để mà thuốc, nhưng mà lúc đó bị cơ quan chức năng tịch thu rồi. Khi mà khám xét tịch thu rồi thì mong rằng là cho dù là không có thuốc nhưng mà thầy vẫn giữ gìn sức khỏe để mà chờ đến cái ngày mà có thể mà kháng cáo cho thầy. Thì nói chung là tới giờ phút này thì anh thấy khi mà bản án sơ thẩm đã tuyên rồi đành như vậy rồi mà vẫn còn rất là nhiều những người bên vực, ở đây là mình nói là những người bình thường thì họ bị dẫn dắt, thì mình không nói, nhưng đặc biệt là phải có những người có ăn có học đó nha, và có bằng luật sư đó, thì họ vẫn cố tình họ dẫn dắt dư luận theo một cái hướng tiêu cực đó. Thì cũng rất là mong mọi người sáng suốt khi mà xem mà nghe cái thông tin, đừng có bị họ dẫn dắt, tại vì cái phiên mà xét xử thì nó công khai và nó thì anh Quyền cũng thấy là rất là khách quan đó. Chứ không có cái vấn đề mà tiêu cực hay là đàn áp tôn giáo hay là nhân quyền như những cái gì mà họ đã nói. Theo mình đánh giá trong thời điểm hiện tại thì mọi cái thông tin cũng như cái chứng cứ cũng như là qua những cái lời khai mà những cái diễn biến tại phiên tòa 2 ngày vừa rồi đó thì rõ ràng về phía Thiền Am Bộ Vũ Trụ là các luật sư của họ thì họ phải dùng tất cả mọi thứ thôi để mà bào chữa cứu giúp cho thân chủ của mình, nhưng mà đó là một trong những cái hy vọng cuối cùng thôi. Còn về vấn đề tội danh này thì theo tôi mình đánh giá là về cái mặt kháng cáo là nó sẽ cũng chỉ bằng 0,1% thôi, thưa của chú anh chị, sẽ kháng cáo theo tôi mình dự đoán sẽ kháng cáo thanh không thành công, và thậm chí lại có thêm cái khả năng là sẽ khiến cho thầy ông nội cảm thêm kịch khung không chừng nha chú chị. Cái này thì anh Quyền chia sẻ cũng là cái suy nghĩ của em đó. Thì nếu mà thêm kịch khung, bởi vì cái luật sư của Thiền Am đó thì họ có gọi là có rất là nhiều lần rồi là họ khi sau khi họ bào chữa cái thân chủ không thành công
và lại kháng cáo và khiến cho thân chủ của mình kịch khung là cái điều mà rất là quen đối với họ. Bên cạnh đó thì quý vị có thể thấy là cái điều quan tâm của rất là nhiều quý vị khán giả, dư luận, cộng đồng mạng, đặc biệt sau khi mà xét xử sơ thẩm rồi thì cái câu chuyện mà người ta quan tâm nhất á, đó chính là cái nhân vật Diễm My, và trong cái câu chuyện là lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như là lụm lon. Và như gần đây đó có quá nhiều những cái nguồn thông tin đồn đoán liên quan đến Diễm My, và kể cả luật sư phía Thiền Am Bầu Vũ Trụ thì vừa rồi đó họ cũng có làm rất nhiều những video clip đăng trên cái kênh Nhật Ký Luật Sư chia sẻ về cái nguồn thông tin này. Và chúng ta được thấy là trên tại phiên tòa diễn biến đó, thì họ luôn mang cái câu chuyện này ra để bới vào cái nỗi đau của ông Thắng cũng như bà Mai. Họ mang ra là họ nói trên phiên tòa, mặc dù là chủ tòa đó họ đã bác bỏ ý kiến rất nhiều lần, nhưng mà sau khi nói vòng qua vòng lại thì họ cũng mang cái câu chuyện này vô để nói và bới vào cái nỗi đau của người bị hại, chính là cha mẹ của Diễm My. Và đâu đó thì có rất nhiều nguồn thông tin hiện tại đang lan rộng trên mạng xã hội cho rằng Diễm My đã có con rồi, Diễm My vừa mới nhà xanh. Thì về vấn đề này thì không biết là cho đồng bằng đánh giá như thế nào về những cái luồng ý kiến, bên cạnh đó là cái thông tin về Diễm My. Thì kính thưa quý vị, cái vấn đề mà Diễm My thì giữa phiên tòa thì em thấy là ông Thắng với bà Mai á là một nạn nhân rất là đáng thương trong cái sự việc này. Tại vì có con rồi nuôi con mình lớn đến 18 tuổi đó, rồi lại xảy ra cái vấn đề là những người ở trong Thiền Am biết họ dụ dỗ bằng cách nào đó, rồi họ đưa cái cô gái này đi và gia đình người ta muốn đem về đó thì lại không được, gặp rắc rối và cản trở và xảy ra cái sự việc đến ngày hôm nay là con cái người ta không có biết là bây giờ ở cái phương trời nào hết đó. Mà những người trong Thiền Am thì họ nói là họ có quyền này cái nọ đó, với sở hữu đó, đăng lên nói thật sự rất là đau lòng. Cha mẹ mà quý vị biết là trong cái xã hội này thì chỉ có một vài cái người là không thương con thôi, chứ ai mà không thương con, mang nặng 9 tháng 10 ngày mà con cái người ta bây giờ mất tích rồi mà họ lại còn lên họ đem ra bới móc cái nỗi đau thì không thể nào mà diễn tả nổi đó. Còn cái vấn đề mà cái cô gái Diễm My thì hiện tại thông tin thì cũng không có nắm được, tại vì trên các phương tiện truyền thông chính thống thì họ cũng không có chia sẻ gì về cái thông tin của cái cô gái này hiện tại bây giờ ở đâu. Và cái thông tin mà cô gái này có con hay gì đó thì những cái thông tin đó nó cũng chưa có chính xác, tại vì bây giờ tới những người trong nhà người ta cũng không biết, hoặc là người ta biết người ta cũng không nói đó. Những cái thông tin mà cô gái này có con này cái nọ đó là những cái thông tin chưa được kiểm chứng, cho nên là mình chỉ nghe thôi chứ mà nói chính xác 100% thì không ai dám khẳng định đó. Hiện tại bây giờ cũng không biết tung tích cái cô gái này ở đâu hết cái trơn hết trọi á. Theo như anh Quyền nghĩ thì những người ở trong Thiền Am này họ có những cái chiêu gì mà họ có thể coi như là biến một cái cô gái mà trong vòng tay của cha mẹ mình rồi đi vào trong đó mà không về, mà thậm chí là còn lên ở trên mạng để mà dùng những cái lời lẽ mà nó không thể diễn tả một người con nào để mà dành cho cha mẹ mình. Thì anh suy nghĩ là những người này có bùa ngải hay là họ sử dụng cái chiêu trò gì không anh Quyền? Thật ra thì cái điều này cũng là một trong những cái điều mà rất là nhiều quý vị khán giả quan tâm và thậm chí là thắc mắc. Cái cách thức nào mà ông Lê Tùng Vân gọi là ông chiêu dụ được những người phụ nữ, thì qua những cái thông tin mà các anh em và bản thân Thanh Quyền cũng đã tìm hiểu đó, thì thưa cô chú chị, vấn đề này liên quan đến một số những cái giáo phái tà đạo mà trước 1975 đó ông Lê Tùng Vân đã theo học. Đặc biệt là phải nhắc đến những cái câu chuyện của sư phụ của Lê Tùng Vân là ai, đó chính là cái của ông Nguyễn Long Châu đó. Nguyễn Long Châu là một trong những giáo phái được xuất xứ từ phía An Giang Châu Đốc. Và tại cái thời điểm trước đó đó là Châu Đốc An Giang là một trong những nơi mà xuất ra những cái nhiều của những cái con người mà có những cái tạo ra những cái môn phái cực kỳ ghê gớm và thậm chí là tà đạo đó. Thì đâu đó một cái nguồn thông tin rất là hiếm hoi đối với nhân vật Nguyễn Long Châu này là một trong những sư phụ, và Lê Tùng Vân là đồ đệ mà ông ta được tin tưởng nhất. Và Lê Tùng Vân là một trong những người cực kỳ thông minh, và để nói rằng ông ấy học cao là hoàn toàn chính xác. Ông ấy học cũng cực kỳ cao và được học một trong những cái môn phái cũng như là những cái chiêu trò của Nguyễn Long Châu từ thời điểm mà trước 1975. Và thời điểm mà khi mà Nguyễn Long Châu bị mà những cái vấn đề mà liên quan đến câu chuyện mà được cảnh sát Việt Nam đó họ bắt cũng như là tuyên án đối với ông này, thì Nguyễn Long Châu đã trở về nơi An Giang là nơi xuất xứ của ông ấy. Và đâu đó cái nguồn thông tin liên quan đến một cái loại thuốc mà
khi mà gia nhập vào môn phái này là bắt vào những người gọi là đệ tử huyết hệ đó, bắt buộc phải uống, đó là kêu bằng uống máu ăn thề. Thì sau khi uống cái loại chất này á, thì khiến con người ta cảm thấy mê muội và chỉ biết đến giáo chủ của mình mà thôi, cũng như là không còn là gia đình hay là người thân, và thậm chí nếu như những người đó có đến tìm thăm thì cũng gọi là cắt đứt và thậm chí là đuổi về, và thậm chí là mang bán hết tài sản đem vào. Bằng chứng thì quý vị có thể thấy đó chính là ai? Đó chính là bà Lê Thu Vân, là người đầu tiên. Mẹ của bà Lê Thu Vân trước đây là đệ tử của ông Lê Tùng Vân, và sau này thì mang cả ông Lê, bà Lê Thu Vân lên. Lúc đó bà Lê Thu Vân chỉ mới 18 tuổi mà thôi. Bà Lê Thu Vân sau khi làm đệ tử huyết hệ thì đã sanh ra như là Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và Quyền Trân. Đó là một trong những người con mà ngày hôm nay thì cô chức năng họ đấy, khi mà họ tiên án đấy họ cũng đọc rất là rõ. Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, mẹ là bà Lê Thu Vân. Nhưng mà sau lên tòa thì họ nói là họ mồ côi, mới đó thì khổ đó chứ. Rồi sau đó thì cái minh chứng tiếp theo đó chính là Trân Ngọc Xuân, cái tên là Trân Ngọc Xuân là tên thật, lúc đó là Trâm, tên thật là Trâm. Sau khi vào cái nơi này rồi cũng như là uống cái loại là huyết thệ này, uống máu ăn thệ này đó, thì cũng quên hết cái gia đình cha mẹ, thậm chí cha của Trâm là từ Nha Trang vào, lúc đó là ông sĩ, thì Trâm cũng từ chối gặp mặt và đuổi ông ta thẳng về. Vậy thì thưa cô chú anh chị, ở đây là tu như thế nào? Nếu mà tu thì đâu phải là phải bỏ hết gia đình cha mẹ, quên hết tất cả, thậm chí quay lại chửi cha mắng mẹ của mình, như vậy thì có phải là một người có tâm tu hay không, hay là đang u muội? Đó là một trong những cái cách mà chúng ta có thể giải thích duy nhất trong thời điểm hiện tại, chứ không có thể mà nói rằng là vì lý do gì mà có thể quay sang chửi cha chửi mẹ rồi bán hết tài sản mang vào cho ông Lê Tùng Vân cả. Vậy như theo anh Quyền nói thì đây là cái giáo phái tà giáo tà đạo rồi, chứ không phải là dạng tu theo cái kiểu mà tu đạo Phật. Cái này là tiên truyền những cái tầm bậy tầm bạ tà giáo rồi chứ. Đơn giản như mà cho đồng bằng cứ nghĩ đi, tu đâu mà cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ còn hơn là đi tu. Đó là một câu tục ngữ ca dao mà đời xưa con người ta đã truyền lại rồi. Đằng này quay lại chửi cha chửi mẹ, vậy có phải là tu hành hay không? Không phải là tu hành, thưa cô chú anh chị. Vâng, thì đó là một trong những cái nguồn thông tin mà ngày hôm nay trai đồng bằng cũng như là Thanh Quyền muốn chia sẻ gửi đến cho tất cả quý vị. Thì cũng mong rằng quý vị hãy luôn ủng hộ cho các anh em trai đồng bằng cũng như là Thanh Quyền. Nếu quý vị xem video thì mong rằng để lại một like, một share, một lượt đăng ký, giúp kênh của anh em có thể phát triển hơn, cũng như là động lực để giúp cho các anh em tiếp tục cập nhật cũng như đi lấy một số nguồn thông tin mà mới nhất, chính xác nhất để gửi đến cho tất cả quý vị. Bây giờ thì xin chào cũng như là hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái video mới, chủ đề mới tiếp theo. Xin cảm ơn. Vâng, ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả quý vị một cái sản phẩm, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên. Như quý vị được biết thì mật ong nó có rất là nhiều những cái công dụng, như là làm đẹp cho đến là những cái vấn đề chăm sóc sức khỏe. Nó phù hợp cho mọi độ tuổi, từ lớn đến bé, từ trẻ em thì từ 1 tuổi trở lên sử dụng rất là tốt. Thì nếu như quý vị khán giả nào cần thì hãy liên hệ inbox qua cái số Zalo của em ghim trên màn hình. Đây là mật ong rừng nguyên chất thiên nhiên 100%, bao xài bao thử, miễn phí ship toàn quốc. Mong rằng quý vị cô chú hãy ủng hộ cho mật ong rừng nguyên chất. Xin cảm ơn.